Đất Long An kính chào cô chú anh chị bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên Đất Long An gửi cô chú anh chị bạn là chúc sức khỏe nha. Hôm nay thì tiếp tục đi thăm bẫy rắn của chú anh chị. Sau mười mấy ngày bỏ quên thì mình đang đi tiếp tục đi thăm tiếp. Nãy giờ thăm được con rắn hổ ngựa nha, cũng khá là trọng, mất hết một cái bẫy. Nãy giờ thăm nhiều vòng thấy không có dính, không có quay cho cô chú anh chị mình xem. Còn cái bẫy xì cua chuột thì chuột bên phố tiếp tục. Chuột này nãy giờ mình đi nắng quá mình chế gì cho nó miếng nước nó liếm của chú anh chị. Chuột này của anh Phú anh Giao nha, mình chia lại của anh. Trong này thì mấy cái bẫy si cua với lại lúa để mình thăm nhiều bẫy luôn, chứ không phải mình thăm một hai cái. Nhiều đây khoảng cỡ 100 bịch lúa là mình thăm dài. Còn trên này cái bao để cho nắng nó đừng có chết chuột ở trong mấy cái bẫy si cua nè. Rồi giờ mình đi thăm bẫy thôi của chú anh chị ơi. Tiếp tục vô trong cái khu này, cô bữa hổm mà lụm trứng vịt mà xui xẻo nó không dính nè. Thì trong cái khu này có hai cái bẫy à, cũng hay dòng thì dính nha. Hôm nay thì nước nó lên quá trời luôn, bên quay giờ cô chú anh chị xem nè, nước còn ngập luôn cái chỗ này luôn cô chú anh chị. Muốn tràn vô trong này luôn, tràn vô chung dung này luôn nè, coi nước tràn nè. Nay nước lớn thì nó còn lạnh luôn, tràn vô đám ruộng này luôn. Đó. Chỗ này là cái chỗ hôm bữa mình lụm cái trứng vịt. Chỗ này nó cũng tràn hết đây. Rồi con chuột này chưa có bịch lúa nữa. Có. Nước quá lớn. Cái bẫy này chiến trước khi chết chuột chỉ này văng xuống mé luôn. Còn cái bánh bao không, chó giật hai người lấy tiêu. Còn cái bánh bao không cô chú anh chị nè. Còn chụm bánh bao nhỏ xíu. Lúc ngoài này cũng hay thì chứ không mất. Đây, nãy giờ thăm mấy cái nữa cũng không dính cô chú anh chị. Được thêm con ngựa nữa. Bà cóc chứ ngay miếng nhà. Rồi hai con ngựa. Video hôm nay có dở cô chú anh chị mình thông cảm nha. Quay không có dính, nhờ mình không có quay. Khi nào dính cái quay. Cho nên là nó hơi dán tắt, cô chú anh chị mình xem thông cảm. Đây như hai con luôn thì thấy hai cái đầu thì ra con rồi một con một cô chú anh chị. Bịch lúa còn luôn. Cú này là lẩu con chuột chắc luôn. Mình cũng tranh thủ thăm, chiều nay chắc mưa nữa quá, hổng ngày mưa suốt luôn. Rồi, thành quả đầu tiên của mình. Hai con ngựa. Hai ngựa không có nào bự ra, 400 g. Con 300 g, chắc hai con này chắc nửa ký kilo. Rồi tiếp tục của chú anh chị. Tiếp theo đây có cái bẫy có người ta của chú anh chị. Mình đặt trên đây, mở lọt xuống đây. Của chú anh chị thấy không? Hy vọng sẽ dính. Rồi nặng. Cái gì nữa đây? Rồi đỏ chét luôn. Ngựa nữa rồi cô chú ơi. Đỏ quét vậy trời. Đặt trên đây nè. Đó, đặt vậy đó mà nó quằn xuống tới dưới luôn, hay thiệt. Đây có cái bẫy nữa, mấy chuyến trước mình rút, bữa nay mới đặt lại nha. Mới chín không cô chú. Có lúa trước hôm. chín con hành, xe tới từ rồi. 2 con luôn, con hành con ngựa luôn. Con hành con ngựa nhỏ nữa. 2 cái đầu này cô chú anh chị thấy không, 3 tay. Chỗ này không là dính hoài mà mình rút mấy chuyến trước thấy người ta mình rút mới đặt lại dính 2 con lượt. Tiếp theo đây cái bẫy mình mới đặt luôn, mấy chuyến trước mình cũng rút mới đặt lại chứ cửa rồi, trong lỏng ra ngoài luôn. Ai kéo ra coi rồi bẫy mình đậu đặt về dưới kia. Chết chuột hồi đâu đời nào. Rồi, tiếp theo trước mặt mình có cái bẫy của chính chị. Chú dọn vườn chắc mình không còn bẫy đâu. Đâu khoảng này, đâu khoảng cái cây dừa này chắc lắp luôn đó. Mất tiêu, bị lắp mất rồi cô chú anh chị. Luồng bẫy này hao hụt ghê, bỏ lâu lâu là mất, bỏ lâu lâu là mất. Rồi tiếp theo đây cái bẫy trước nó mất rồi đây mà kiếm được, xem chuyến này ra sao. Chực quớt dính là có phân ngay đầu hôm này, chợt chuột chết đâu đại nào. Đây mấy cái bẫy sâu xấu đặt đây có mất thôi. Không sao, nãy giờ chớp quất luôn cô chú anh chị. Cái tiếp theo bên kia người ta dọn trống quá, bên đây không biết sao dính không, hàng khủng gì đâu. Nãy giờ có 3-4 con ngựa, con hổ hành xíu tới giờ. Rồi, chuột chết ở đâu nghe nhà heo không nghe tung tăng thế này. Còn chuột luôn. Đây, tiếp theo đây cây dừa lùng này có một cái bẫy nữa. Thăm ít cái bẫy này mình bắt rắn ra cô chú anh chị. Đó, bẫy của người ta. Rồi cái này mất tiêu nè. Mất tiêu. Rồi tiếp theo đây cái nữa. Cái luồng bẫy này hao hụt quá. Chuột chết luôn. Rồi, tiếp theo đây cái bẫy nữa. Đây, dọn lên nè. Ngã nghiêng hết trơn. Chuột chết. Chuột chết cái chú. Rồi, tiếp theo đây mình có cái bẫy nữa. Chuột còn luôn, thấy cái lú đuôi còn chuột. Cái bờ này quá ngon luôn mà không dính của chính chị. Im gì đâu, cây bự gặm gạp thấy sợ luôn không dính. Ở trong kia chó sữa quá mà dính được con hổ lãi của chính chị, con rắn lãi đó, cũng cả nửa ký. Chó sữa quá trời luôn, cặp nhà người ta nữa, để phân. Con này nó vô dứt con chuột luôn. Thường thường nó không có dứt con chuột nha, này vô nó dứt con chuột luôn. Đói quá. Con này cũng có 400g nữa tí. Bác gom lại kia bắt luôn của chính chị. Mới thăm cái nó chết chuột của chính chị, giờ mình bắt mấy rắn ra thôi. 4-5 con vậy. Không có quay không con. Này con ngựa nè. Con ngựa này như có quay. Ngựa đỏ này có quay. Còn con mối với con ngựa nhỏ này không có quay nè. Con ngựa lớn này có quay nè. Ủa con này con lãi. Lãi mà hết cái bự. Đây con ngựa nữa. Ngựa với em hành chứ. Này 2 em. Rồi bây giờ mình bắt ra cô chú chị. Bỏ cái túi lưới ngoài xe để ra lấy hả bắt. Rồi tiến hành bắt ra thôi. Em ngựa từ sáng giờ, từ buổi giờ, trưa giờ chứ sáng không, sáng mình không có thăm. Sáng mình có công việc Để em bắt con lái này ở trước đi. Đây. Lái gì nghe nặng dữ rồi. Lái hai dọn, lái. Ra bò. Cái này thất thu rồi, toàn là chạy bổi không cô chú. Chưa ra trời. Đó, ra. Ừ, lãi bự chưa? Hết biết lãi chứ. Thì tới chú thục lại hả? Lãi gần nửa ký, còn lãi nó dài. Ghê quá. Tiếp tục. Sữa hôm này luôn, hồi mình bỏ chuột vô cho nó nhanh. Hồi mình bỏ chuột vô là lụm. Con hành, con ngựa nè. Nhỏ, hai con nhỏ hết. Con ngựa vô ăn không nổi con chuột. Xong em hành vô. Hổng ngày mưa cái nắng lại, ngựa đi quá trời của chính chị. Ngựa này hồi về cũng thả cái ăn uống gì. Tại sao mình không thả tới đây luôn? Ra mày. Cơn nữa chạy đi không lo chạy. Rồi chạy mất rồi. Chạy không lo chạy mà còn cơn chứ lợi nữa chứ. Tiếp theo con ngựa với con ngắn mối. Chạy dữ lắm, chạy rồi. Chạy cú này chắc mau vào dữ của chú ơi. Ra. Ra. Còn cái đầu trong này. Lọt cái đuôi không lọt cái đầu ra. Ngựa phải bự cũng đỡ. Toàn là mini không. Kệ cô chú anh chị, có hơn không nha. Út gài có gắn có tiền đỡ hơn lỗ con chuột. Chuột chết lỗ. Rồi luôn cái cuối cùng. Có dính hơn không? Không chê nữa. Lúc gài có gắn là có tiền này. Chui ra luôn hông? Chui ra đi. Chui ra đi. Rồi cho ra thì không ra, rồi không cho ra thì cà tung. Con ngựa gì nó đỏ dần của chú anh chị. Đây nè. Nè, của chú anh chị thấy không? Trong này mà nó còn đỏ vậy nè. Ồ, nó đỏ dần luôn. Con ngựa này con ngựa cái, con ngựa đực. Quá dữ. Tính ra sáng giờ chạy bộn nha cô chú anh chị. Bộn lờ à. Được như đây ta 4-5 con ngựa, 4 con ngựa gì, một con lãi, một con hành. cũng có mùi hành quá trời quá đất. Cái này hành không ngon, ngon cơm. Rồi còn mớ bẫy nữa hết luồng của chú anh chị, để coi sao đây. Rồi, mình tiếp tục với cái bẫy tiếp theo của chú ơi. Giống dính có mà không phải chuột còn. Tiếp tục trong đây mình có cái bẫy của chú anh chị. Có phân thì con nhỏ thì không phải luôn, thiếu phân quá mà không biết phải không. Phân này phân cái gì, trời dính con rắn mà không có cảm giác là dính luôn cô chú anh chị. Rắn quá nhỏ, dính con rắn gì mà không cảm giác luôn, y như là không có dính gì, te. Thấy có phân tưởng đâu dính rắn bự, bỏ tài. Tiếp theo bụi tre huyền thoại, mình nhìn đây thấy xa xa thì thấy bụi tre nó phá hết trơn rồi cô chú anh chị. Giờ mình đi vô coi còn cái bẫy mình lấy ra nha, không còn thì thôi mình đi về nha. Cũng còn 2-3 con chuột nữa, hỏi kiếm luôn cô chú anh chị, lấp lấp ở dưới kìa. Bươi hết cái đống này chắc mát luôn, chắc hết cây vô đây luôn mà. Bỏ tài thiệt chứ. Mình còn cũng 2-3 cái bẫy nữa, 2-3 con chuột nó hết bẫy, hết chuột thăm bẫy à. Chắc mình lát nữa mình đi về chú anh chị, mai mốt thì thăm tiếp. Giờ mình cố gắng mình tắt máy mình bươi thử có không cái bẫy này không nha. Rồi mình về tới nhà luôn chú anh chị, thì dính thêm con nữa mà mất hết 6 cái bẫy. Này dính con này chắc chừng 250-300 gram, mất 6 cái bẫy. Vì tổng cộng bữa nay mình mất luôn hết chắc cũng khoảng cao 15 cái bẫy, tính ra mất gần 500.000 tiền bẫy hơn. Còn có con chuột rắn thì hôm nay thì mình có thiệt chứ thất ha, nói chuyện hết nổi luôn cô chú anh chị. Đó bữa nay mình bui bui gì nè, để mình bắt ra luôn cái mình kết thúc video nha cô chú anh chị. Ngay khu đó thực sự luôn thì vịt nó quần á, một mớ thì người ta lấy, một mớ thì máy cài với máy sới nó quần, với lại cô be đó lấy nó quần, với lại mình chưa đi thăm nữa. Mấy ông anh cũng dặn rồi, cũng dặn có gắn đem về chết chứ này chết luôn, sợ thiệt. Có gắn nuôi gắn ra hông ngựa rồi đem về là chết luôn, chứ này toàn là bui bui hông ngựa gì không. Gắn này để nuôi nha cô chú anh chị, đã dặn gắn nuôi cỡ này mới ngon nè. Tính ra như đây thì không đủ xã hội. Bữa nay đứt hết 40 con chuột, thăm hết gần 50 cái bẫy chứ có như đây có chết chi. 40 con chuột nhân cho 6, 240, 50.000 xăng, 290 như 300.000, mất 10 mấy cái bẫy. Qua wow, chiếc này lẩu banh xác, con này 300 gram không tới luôn, rồi lỗ luôn. Bữa nay thì gắn nuôi với hổ ngựa không, chắc rồi. Hy vọng ngày mai sẽ khá hơn của chú anh chị đây. Mua mấy ký chuột á, mới mua mấy chục con chuột á, cái trăm con chuột á. À, có cần này đây. Cái gỗ bên phía đây. Ok con dê, lên. Rồi 2 kg lô đúng còn dưới, rồi 2 kg 1 còn 2 kg đúng đó, 2 kg đúng mà hổ hành hổ ngựa rồi gắn mối gì chung lộn xộn này nhưng coi chính chị. Rồi đến đây mình kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn video tiếp theo nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Hôm nay mình không có đủ sơ hồi này. Hy vọng ngày mai trúng. Bye bye cả nhà.